chào mừng các bạn đến với chương trình đồng hành cùng cuộc thi sơ đồ tư duy Việt Nam 2022. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay: kết quả trận thi đấu thứ hai vòng loại cuộc thi sơ đồ tư duy Việt Nam 2022 giải đồng đội; ứng dụng sơ đồ tư duy tại các trường vùng sâu vùng xa tỉnh Vĩnh Long; học tập trải nghiệm hiệu quả với sự hỗ trợ của sơ đồ tư duy. Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, học tập bằng hình thức trải nghiệm là phương pháp được khuyến khích theo chương trình giáo dục phổ thông mới nhằm phát huy tính năng động, tư duy độc lập, tự phát hiện vấn đề của học sinh. Nhưng hướng dẫn học sinh cách tiếp cận như thế nào và cách thu thập, tổng hợp cũng như xử lý thông tin ra sao để buổi trải nghiệm có được hiệu quả tốt nhất cũng là rất quan trọng. Việc sử dụng sơ đồ tư duy có thể là một cách làm hiệu quả được nhiều thầy cô lựa chọn để hướng dẫn cho học sinh. Trong chuỗi hoạt động trải nghiệm, học sinh khối 10 trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn có buổi tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Hải Phòng thuộc xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Trung tâm Lao động Xã hội Gia Minh là một cái địa điểm trải nghiệm rất là đặc biệt. Tại đây khi tham gia các hoạt động thì sẽ giúp cho các em học sinh biết được tác hại của các tai nạn xã hội, và cũng nhờ những cái hoạt động này thì giúp cho các em học sinh tránh xa được cái tai nạn xã hội, đặc biệt là đối với ma túy. Các học sinh tham gia buổi giao lưu với chủ đề phòng chống ma túy cho tuổi trẻ học đường cùng với các học viên ở trung tâm. Ngoài việc được tìm hiểu những kiến thức cơ bản nhất về ma túy cũng như tác hại của ma túy, các học sinh cũng có cơ hội giao lưu trực tuyến với học viên và những bệnh nhân đang chữa bệnh tại cơ sở. Qua đó thấy được những người đã từng sử dụng ma túy đã phải nỗ lực rèn luyện như thế nào để lấy lại những cái đã mất do ma túy đã cướp đi. Khi đến trại cai nghiện thì mình rất là bất ngờ khi các học viên lại là rất là trẻ tuổi, chỉ tầm tuổi của chúng mình hoặc là hơn khoảng 1-2 tuổi thôi. Và cái chương trình này thì chúng tôi mong muốn rằng là từ cái tiếng nói của những người trong cuộc thì sẽ là những cái bài học, những là cái cảnh báo đối với lại các em học sinh, và mong rằng là các em sẽ có những cái kiến thức, những cái kỹ năng để bảo vệ bản thân trước cái vấn nạn ngày càng đáng báo động về ma túy học đường. Sau buổi giao lưu, các học sinh tham quan các hoạt động tại trung tâm nơi trồng rau, trồng nấm, trang trại nuôi thỏ. Đây là những công việc lao động sản xuất hàng ngày của các học viên. Trong quá trình tham quan trải nghiệm, rất nhiều học sinh đã ghi chép các từ khóa hoặc các nội dung chính để làm bài thu hoạch. Khi chúng mình đi đến cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh ấy, thì chúng mình sẽ ghi những từ khóa ra tờ giấy nháp trước, để có thể lựa chọn những từ khóa quan trọng nhất để điền vào mind map. Sau quá trình trải nghiệm, giáo viên chủ nhiệm cho cả lớp làm bài thu hoạch. Các thành viên từng nhóm tập hợp nhau lại, cùng chọn lọc các nội dung, từ khóa đúng nhất, tốt nhất trên sơ đồ tư duy cá nhân để hoàn thành sơ đồ tư duy chung cả nhóm. Sau khi hoàn thành sơ đồ tư duy nhóm, đại diện mỗi nhóm sẽ báo cáo hoạt động học tập trải nghiệm bằng thuyết trình. Thuyết trình bằng sơ đồ tư duy giúp các bạn học sinh chủ động, tự tin, dựa trên hệ thống các nhánh và từ khóa để phát triển nội dung tư duy của mình. Sơ đồ tư duy là một công cụ hữu ích trong dạy học dự án cũng như trong các môn học. Phương pháp này thúc đẩy phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, phù hợp với mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới hiện nay. Phần tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay: học bằng sơ đồ tư duy dễ dàng ở các trường vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Sơ đồ tư duy là phương pháp không đòi hỏi về kinh phí đầu tư nên không chỉ phổ biến ở các thành phố lớn mà ngay như ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa cũng có thể áp dụng một cách dễ dàng. Ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng ghé thăm một ngôi trường ở vùng sâu của tỉnh Vĩnh Long, nơi mà các thầy cô giáo đã cố gắng để mang đến cho học sinh những phương pháp mới để giúp cho các em học nhẹ nhàng và nhớ dễ dàng hơn. Vừa học bài phòng tránh không màn hình TV, không có máy chiếu, cũng chẳng có máy tính hỗ trợ. Chỉ với bảng, phấn, giấy, bút, cô và trò ở đây vẫn học bằng phương pháp sơ đồ tư duy đầy say mê. Một tiết học môn tự nhiên xã hội của các em học sinh lớp 2 với chủ đề phòng tránh rủi ro thiên tai. Cô giáo vẽ sơ đồ tư duy lên bảng, có hình ảnh minh họa, có màu sắc nên dễ thu hút học sinh. Và mỗi học sinh vẽ lại theo trí tưởng tượng của mình. Những nét vẽ hồn nhiên cùng với sự sáng tạo của các em mang đến những hình ảnh thú vị cho bài học. Hôm nay mình xin thuyết trình về bài phòng tránh rủi ro thiên tai. Không nên ra ngoài, không nên đến gần biển.
Đặc biệt, các em mới chỉ làm quen với sơ đồ tư duy từ đầu học kỳ 2 của năm học vừa qua. Em học được phương pháp vẽ sơ đồ tư duy cũng gần được 3 tháng. Học phương pháp này cảm thấy bài nhẹ nhàng hơn, dễ nhớ hơn. Con vẽ đầu tiên là vẽ hình trung tâm, vẽ nhánh bự xong rồi tới nhánh nhỏ, rồi tô màu nhánh trước mới tới hình trung tâm. Con có khối việc những cái chữ viết từ khóa, những cái nhánh. Con tự do sáng tạo và có thể thêm vào những hình ảnh mà như mình mong muốn. Đối với học sinh này thì các em rất là vui thích, đặc biệt là trong công tác là học tập thì các em tham gia trong công tác học nhóm. Và ngoài ra các em tham gia vẽ sơ đồ tư duy tại trường, rồi đôi bạn cùng tiếng, hai bạn vẽ xong rồi đọc lại cái sơ đồ tư duy để thuyết trình lại cái sản phẩm của mình, thì thuộc bài ngay tại lớp, về nhà khỏi phải học bài nữa. Là một trong những ngôi trường nằm ở địa bàn vùng sâu vùng xa của huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Đa phần học sinh của trường tiểu học Mỹ Thuận B đều là con em của các gia đình làm nông, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn vất vả. Câu chuyện vận dụng công cụ sơ đồ tư duy một cách đồng bộ, toàn diện vào công tác dạy và học ở ngôi trường này với kết quả tích cực như hiện tại cũng khá thú vị. Đó là người biết trước dạy người biết sau, học hỏi, chia sẻ để cùng khai thác, sử dụng hiệu quả. Mình thấy học sinh nó học suốt cả tuần thì nó quá mệt mỏi và nó cần phải có một cái sân chơi để cho học sinh nó hứng thú hơn. Và từ đó thì tôi đã tìm hiểu, học hỏi mỗi ngày một ít và mình luyện cho học sinh. Và thấy cái sự hăng say của học sinh nó cũng tìm tòi. Và từ đó thì làm cho tôi có cái niềm hăng say và hứng thú đến với cái sơ đồ tư duy. Ban đầu thì chúng tôi đã nhờ những thầy cô mà có tâm huyết hay là có một chút năng khiếu gì đó, thì chúng tôi sẽ truyền thụ hết mình những cái kiến thức đó cho thầy cô. Sau khi thầy cô đã ứng dụng thành thạo rồi thì chúng tôi lan tỏa ra hội đồng. Là một giáo viên trẻ được tiếp cận công cụ sơ đồ tư duy từ các đồng nghiệp từ lâu, cô giáo Lại Ngọc Đào đã sử dụng công cụ sơ đồ tư duy này để kết hợp dạy cho học sinh trong giai đoạn phải học online vì dịch bệnh COVID-19. Nhận thấy sự hào hứng và thích thú của học sinh với sơ đồ tư duy, ngay sau khi các em được đến trường học trở lại, với mong muốn giúp các em có được cách học, phương pháp học nhẹ nhàng, hiệu quả, đồng thời luôn tìm thấy niềm vui trong học tập. Cô Đào cùng các thầy cô quyết tâm tìm tòi, học hỏi thêm và áp dụng phương pháp dạy học bằng công cụ sơ đồ tư duy vào tất cả các khối lớp học, môn học. Theo chia sẻ của các giáo viên ở đây, thời gian đầu đưa vào áp dụng cũng không thể tránh khỏi những khó khăn vướng mắc. Lúc đầu thì cũng thấy rất là khó khăn. Khi mình áp dụng vẽ thì nó chưa có những cái hoa văn, nó chưa có được đẹp và chưa có đem đến cái hình ảnh để thu hút học sinh. Các em là từ lớp 1 mới lên, là một số em á, thì nó viết chữ á, nó cũng chưa có rành lắm về chữ in với chữ thường. Cái nét vẽ của các bạn nó cũng còn yếu. Các em nó chưa có nắm được cái luật nữa. Nên là mình phải hướng dẫn thật sự là rất là kỹ. Sau một thời gian kiên trì dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, nhiều học sinh không chỉ sử dụng sơ đồ tư duy trong bài học mà còn có thói quen kể lại câu chuyện bằng sơ đồ tư duy. Điều này cũng giúp các em hứng thú hơn với việc đọc sách. Con vẽ về chuột, con thói lõi, chuột thì rất ham chơi, vịt thì rất thật thà. Dù trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốn, nhưng nếu có sự quyết tâm, đồng lòng của lãnh đạo nhà trường và đội ngũ giáo viên, trên hết là tình thương yêu, mong muốn mang đến cho học trò những điều tốt đẹp nhất, thì các bạn học sinh ở vùng sâu, vùng xa vẫn có thể tiếp cận với những phương pháp học tập tích cực và hiệu quả. Chào mừng quý vị khán giả đã cùng với chúng tôi đến với cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam 2022. Một chương trình mới toanh dành cho học sinh tiểu học trên sóng VTV7 và VTV2 tháng 8 này. Cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam 2022. 48 đội chơi đã sẵn sàng góp mặt trong 16 trận vòng loại, 3 bán kết và 1 trận chung kết với nhiều phần thưởng hấp dẫn. Đứng cạnh tôi lúc này là 3 cô bé đến từ Sophie Team đúng không? Tại sao lại là những chú rồng lửa Vĩnh Linh là gì đó nghe nữ tính hơn? Ngoài hồi hộp ra còn điều gì khác không? Con phấn khích và vui ấy. Quan trọng nhất là đến đây để chơi nên là một sân chơi sáng tạo với 3 phần chơi thú vị. Nhớ siêu tốc, ghi nhớ con số, từ ngữ, hình ảnh trong 30 giây bằng nhiều kỹ thuật ghi nhớ hiệu quả. Vẽ siêu nhanh, kỹ năng tốc ký bằng hình ảnh với nhiều pha xử lý hài hước đến từ các thí sinh. Mind map siêu đỉnh,
Phần thi phát triển tư duy gay cấn, nhiều màu sắc, sáng tạo được thể hiện trong từng bài vẽ và thuyết trình. Với sự dẫn dắt của hai người dẫn chương trình Hóa Minh, Trần Ngọc và Minh Quân. Có ai chạy như này không? Không ạ. Đấy là gầm ghè rồi. Cùng sự tham gia của ban giám khảo chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm. Và ban giám khảo thuyết trình xịn sò đỉnh đá đến từ vũ trụ VTV. Hài hước, thú vị và thật nhiều kiến thức bổ ích. Đừng bỏ lỡ cuộc thi sơ đồ tư duy Việt Nam 2022 game show truyền hình cho học sinh tiểu học, phát sóng hàng tuần trên cả hai kênh VTV7 và VTV2. Cuộc thi sơ đồ tư duy Việt Nam năm 2022 giải Đông đội lần đầu tiên lên sóng đài truyền hình Việt Nam với mong muốn mang phương pháp sơ đồ tư duy hiệu quả này đến gần hơn với hàng triệu học sinh trên khắp cả nước. Và đến thời điểm này, cuộc thi mới phát sóng trên kênh VTV2 và kênh VTV7 đã thu hút được sự chú ý của đông đảo các bạn học sinh, nhất là các bạn học sinh tiểu học. Và trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những hình ảnh vui nhộn của tập phát sóng trong tuần vừa rồi và cùng chờ đón những bất ngờ thú vị nào sẽ diễn ra trong những diễn biến sắp tới nhé. Còn tới đây thì Phương Thúy xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những số phát sóng tiếp theo. Trong tập trước, chúng ta đã được chứng kiến phần tranh tài của ba đội Yên Xá 1, Yên Xá 2 và Violet. Con thấy tim cứ đập thình thịch như đánh trống. Mình bị hồi hộp, mình chưa đến một chỗ như thế này bao giờ. Chỗ mà nó nhiều đèn, nó nhiều màn hình. Các đội thi đã trải qua những phần thi kịch tính và đầy bất ngờ. Cẩn thận nói nhầm. Hay đập con mũi ấy. Ơi, phạm luật mất rồi. Với vòng thứ 3, Mind Map siêu đỉnh, học sinh sẽ được khái quát bài học thành một sơ đồ tư duy dễ hiểu và dễ nhớ. Lần này, ba đội chơi đã bốc được đề toán, lịch sử và kỹ năng sống. Đây đều là những bài học trong sách giáo khoa lớp 4 và lớp 5. Biện pháp để phòng tránh tai nạn đuối nước là không chơi ở ao hồ sông suối. Khi thực hiện cái chương trình sơ đồ tư duy Việt Nam 2022 thì chúng tôi đã nghiên cứu cái phương pháp sơ đồ tư duy và nhận thấy rằng cái phương pháp này có thể áp dụng trong cái việc học tập khá là hiệu quả, giúp cho các con có thể là cái việc học nó trở nên nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra thì nó còn giúp cho các học sinh phát triển cái sự sáng tạo của các con nữa. Trải qua 3 vòng thi đấu, đội Yên Xá 2 đã xuất sắc giành chiến thắng. Trong tập tiếp theo, ba đội chơi tiểu học hướng đạo, The Winners và nhân chính Dragons sẽ tiếp tục tranh tài. Đội chơi nào sẽ giành chiến thắng? Đoán được không? Nó là một sự việc mà mình tìm ra một ai đó. Chính xác ở giây cuối cùng. Hãy cùng đón xem cuộc thi sơ đồ tư duy số 3 phát sóng vào Chủ nhật ngày 21 tháng 8 lúc 16 giờ trên VTV7 và 21 giờ 30 trên VTV2.